4 tháng sau khi bắt cóc, Việt Nam công bố lệnh bắt khởi tố Trương Duy Nhất tính đến từ Đà Nẵng. Vào ngày 10 tháng 6 năm 2019, thì hơn 4 tháng sau khi vụ bắt cóc cựu tù nhân lương tâm Trương Duy Nhất ở Bangkok, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông về cáo buộc lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo Điều 355 của Bộ Luật Hình sự. Truyền thông Lệ Đảng dẫn nguồn tin từ phía Bộ Công an viết rằng ông Nhất bị điều tra về những vi phạm pháp luật liên quan đến nhà đất cộng sản tại thành phố Đà Nẵng, cho rằng ông có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, và cấu kết với Vũ trong việc bán rẻ tài sản của báo Đại Đoàn Kết. Công an đã khám xét nhà riêng của ông Nhất, người từng bị kết án là 2 năm tù giam về cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 258 của Bộ Luật Hình sự 1999. Bộ Công an không công bố bắt ông Duy Nhất khi nào và ở đâu, cũng không nói ông đầu thú hay không. Báo chí quốc tế và Lê Dân đưa tin ông Nhất chạy sang Thái Lan vào ngày 19 tháng Giêng năm 2019, sau khi nhận được cảnh báo có khả năng bị bắt giữ. Ông đến văn phòng cao ủy tị nạn của Liên Hiệp Quốc tại Bangkok ngày 25 tháng Giêng để đăng ký tị nạn chính trị. Ngày hôm sau, ông bị mất liên lạc và bị cho là đã bị bắt cóc bởi mật vụ Cộng sản Việt Nam. Trong tháng 3, gia đình ông được báo rằng ông bị giam giữ ở trại giam T16 của Bộ Công an, và theo một nguồn tin không chính thức thì ông bị đưa vào đó vào ngày 28 tháng Giêng. Sau khi tin ông bị mất tích ở Bangkok, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi chính quyền Thái Lan điều tra vụ việc và thúc giục Hà Nội trả tự do cho ông sau khi biết ông đang bị giam giữ ở Việt Nam. Vụ bắt cóc ông Nhất ở Bangkok và Trịnh Xuân Thanh ở Berlin cho thấy sự nguy hiểm của mật vụ Cộng sản đối với người hoạt động ở trong nước và ở nước ngoài.